Vâng, em chào các bác. Có rất nhiều các bác dùng những cái bộ dàn Panasonic PMX70 hoặc là PM250 hay là một số PMX9 đều không nhận Bluetooth của iPhone các bác nhé. Không nhận Bluetooth của iPhone hoặc kết nối Bluetooth với cả điện thoại Android bị vấp, mất tiếng thì em sẽ nhận sửa lỗi Bluetooth cho các bác. Bác nào mà bị lỗi Bluetooth thì liên hệ với bên em sẽ nhận sửa chữa lỗi Bluetooth. Giá là 300.000. Các bác ở Hà Nội có thể lấy ngay trong ngày nhé. Sửa Bluetooth cái này em làm trong ngày. Rất đơn giản thôi. Em làm nhanh các bác có thể lấy trong ngày. Còn bác ở tỉnh thì chủ yếu là công gửi đi gửi lại thôi nhé. Sửa lỗi Bluetooth của Panasonic. Bác nào cần thì inbox cho em. Hoặc số thông tin liên hệ em để phía dưới. Rồi, em cảm ơn các bác đã theo dõi video.